mình sẽ vào đây anh em nha. Thì mình sẽ chơi con kim, mình nghĩ là nhiều anh em biết hiện nay rồi, con ca win thủ hệ thống của con kim ca win tử win y win phương win a win nha. Thì vốn mình hôm nay đang số vốn mình nghĩ là cũng to đấy anh em ơi, đấy to đấy nha, đéo phải nhỏ đâu anh em ơi. Đấy thì vốn mình hôm nay từng này thì mình sẽ vào đây, mình sẽ chơi con kim, đó là con kim hôm nay mình chơi tài xỉu. Và hôm nay mình sẽ gỡ nợ hôm qua thì mình đã thua 10 mê đấy nha. Nếu thua như vậy thì nói thật với anh em mình chịu thôi, biết làm sao giờ, đúng không? Game mình xui thì mình chả thể nói trước đồ đéo gì được cả anh em ạ. Hên xui mà, hên là mình ăn thôi, xui thì mình phải chịu thôi anh em. Bởi vì đàn đoàn gọi là chơi game mình xui thì mình phải trước tiên đánh ấy, mình đã phải chấp nhận cái điều đó rồi anh em ạ. Hên là mình sẽ ăn thôi, xui thì mình, anh em ạ, mình phải chấp nhận gọi là ra đạo hay gì đó thôi. Điều rất bình thường. Nhưng mà anh em phải có phương pháp gỡ một cách hợp lý. Hôm qua mình đã thua 10 mê đen, đen chứ. Nhưng mà mình nghĩ ấy, là muốn gỡ được thì mình nghĩ là đéo gì mà ngoài cách đó là gỡ dần dần, từ từ mình gỡ được thôi. Chứ đòi một ngày gỡ luôn thì mình nghĩ là đéo thể được anh em. Một ngày mà đòi gỡ luôn thì mình chắc chắn đéo thể được anh em, đéo thể được luôn ấy. Điều đó mình chắc chắn luôn, một ngày đòi gỡ luôn thì mình nghĩ là 100% đéo thể được điều đó. Cho nên là mình hôm nay thì mình phải có cách đánh hợp lý, cách gỡ hợp lý anh em. Chứ ví dụ mình đòi một ngày gỡ luôn thì mình 100% với anh em luôn, điều đó đéo bao giờ thể được. Thành ra ví dụ mình nha, mình đã hôm qua thua 10 mê đúng không, bây giờ mình chia nhỏ ra, có thể là mình chia 10 ngày mình gỡ. Ví dụ ngày thứ nhất là mình có thể là gỡ từng ngày này, ngày thứ hai có thể mình gỡ từng ngày này, nhưng mà mình phải chia ra nhỏ từng ngày. Có thể 10 ngày mình gỡ thì mỗi ngày mình thắng 1 mê thôi, đúng không? Và mình có thể gỡ được, nhưng mà số vốn của bạn thì to nha. Ví dụ số vốn của bạn 500.000 nó đòi để gỡ 1 mê thì điều đó nó quá khó. Quá khó luôn anh em, quá khó. Thành ra anh em phải có phương pháp. Phương pháp của mình là như thế này, đó là mình sẽ chia ra 4 lần và hôm nay mình chỉ ăn thắng 20 năm thôi. Bởi vì hôm kia mình đã thua như vậy rồi, phải chịu thôi, hôm qua ấy, hôm kia kia. Nhưng mà mình vẫn nghĩ tầm 1 ngày giữ lại bình tĩnh nha. Thôi chơi tài xỉu nha, không nói nhiều nữa. Cách chơi mình áp dụng như vậy thôi. Giống mình hôm nay có 83 đúng không? Mình chỉ cần thắng 20 năm là mình chỉ cần lên tầm 10, 18 là mình đã nghỉ được rồi anh em. Đéo cần nhiều đâu, đéo cần nhiều đâu anh em ạ. Chỉ cần như vậy thôi à. Nhưng mà nó gỡ được hay không thì đó, điều đó mình đéo thể biết được. Bởi khi mình xui mà anh em, mình biết thì đéo trước được. Thế là mình gỡ được thôi, xui thì anh em biết đấy. Tiếp tục ra đảo và ra đảo thôi. Game in xui mà mình thì đéo thể nói trước, nói là hôm nay mình như thế này như thế kia được. Bởi game in xui. Vì sao mình lại nói vốn mình hôm nay gỡ 20 năm sau mình nạp to như vậy, anh em đặt câu hỏi như vậy đúng không? Nhưng mà anh em thắng là nghĩa là mình đang áp dụng cái cách gỡ nữa, đó là ăn non khi em chơi game đổi thưởng anh em. Bởi vì nhiều anh em sẽ đặt câu hỏi rằng là game tài xỉu đổi thưởng hay sóc đĩa đổi thưởng hay bưng bài đổi thưởng nó có bịp không? Chắc chắn nó có bịp anh em ạ. Game online thì game đéo gì hầu như nó bịp cả thôi. Đấy, thành ra là quan trọng ấy là em chơi cách chơi là cho hợp lý thôi. Thế anh em mà chơi đéo hợp lý ấy, chắc chắn anh em thua và thua ngay à. Đéo có chuyện anh em ăn được nó đâu. Em chơi gì như vậy, anh em đừng có bao giờ tham của anh em. Tham là 100% anh trước sau thì anh em sẽ là người ra đạo thôi nha. May ván này mình đéo đặt, mình nghĩ là quá tan ba bận thì mình sẽ đéo dám đặt ván này ấy. Nhưng mà may thế nha, may đéo đặt chứ không pha đó đặt thì mình đôi khi mình cũng thua đấy. Mình cũng chưa biết ván đó mình đặt con gì, nhưng mà khả năng cao mình đặt xịu đấy. Nhưng mà thôi, kệ nó thôi. Mình đã đặt hai ván mình nghỉ một ván, hai ván mình nghỉ một ván anh em, đó là cách đánh của mình đấy. Quá tham ba bạn anh em. Im lặng luôn anh em, im lặng chờ đợi kết quả. À, nó đéo gì, nó lác à, nó lác rồi anh em ơi. Ờ thì chưa không phải. Ơi thắng, nhưng mà nó thắng là được, mình đéo quan tâm, nó thắng là được anh em, nó lác ấy. Đéo gì lác à, nó lác anh em ạ, phải nhìn thật đấy, đặt một mê luôn. Ôi dồi ôi, nhưng mà may nó trúng anh em ạ. Mẹ nói chứ kìa, mình bị lác thì sau đó mình đặt 1500 thôi, nhưng mà sau đó nó lác quá thành ra nó mình loạn đéo kịp ấy. Thành ra mình đặt một mê luôn, nhưng mà may nó trúng anh em, quá tam ba bận. Anh em nhớ điều đó cho mình nha, ván thứ ba đéo đặt rồi nha, ván thứ ba đéo đặt rồi anh em ơi. 10 mê 8, bây giờ mình cũng gần được rồi đấy anh em. Gần được rồi đấy anh em ạ, gần được rồi đấy, gần được cái số mình mong muốn rồi đấy. Cứ từ từ thôi anh em ạ, đéo việc gì phải vội cả. Vội đéo ăn được nó đâu.
Nghe vội đéo bao giờ ăn được nó đâu. Đấy, pha đó mình cứ đặt. Thôi, ván này đặt xỉu đi. Ván này trúng một cái là nghĩ luôn nha, đéo cần phải suy nghĩ gì nhiều nữa cả. Nhưng mà nếu mà mình cảm nhận mà mình còn dư số tiền nó 10 mấy tám, ván này nếu trúng mà mình còn dư ra mấy trăm nữa thì mình sẽ đặt theo kiểu mấy trăm đó. Thắng được lên nữa thì ngon, đéo thắng được thì thôi. Kiểu như vậy anh em ạ. Đấy, nhiều lúc phải theo kiểu đó nữa anh em ạ. Đây, nhưng mà nó thắng anh em, nó thắng. Nó thắng tiếp tục anh em ạ, hên không? Hên chứ. Quá hên luôn đấy chứ anh em. Quá hên luôn anh em, hên quá luôn đấy chứ. Đúng không anh em? Cứ từ từ ăn lên thôi nha. Quá này xịu tiếp đi. Mình đặt mấy trăm thôi mà thôi, đặt to to luôn anh em. Sợ đéo gì mưa rơi đúng không? Ghim mà biết thiết đéo trước được. Thế là mình ăn thôi, xui ra đạo thôi, đơn giản như vậy thôi anh em ạ. Đéo gì mà khó hiểu đâu. Ôi rồi ôi, pha này mình đặt trúng. Nhanh tiếp là trúng này kìa, đúng không? Đúng anh em. Đánh tiếp đi anh em ơi. Đang hên mà, việc đéo gì mình đéo đánh. À, quên quá tam ba bận anh em ơi. Cho dù ván nó thua hay thôi, mình sẽ đặt bên này nữa. Pha đó mình cho như mình thì mất tiền chi phí thì bởi vì quá tam ba bận anh em ạ. Ván này nếu đặt là mình đặt xịu đấy, nhưng mà không biết như nào. Đó, may chưa anh em, may chưa anh em ơi, may chưa anh em ạ. Ơi già, hên đấy anh em, mất có 15 ngàn thôi, còn hơn là mất 500 đúng không anh em. Ván này mình sẽ đặt tài nha. May đấy anh em, may đấy, may 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 may. Pha đó may thật sự đấy anh em, chứ không pha đó mình mất rồi chứ có đéo đâu nữa mà đòi thắng lại anh em đúng không? Nhưng mà do mình hên anh em, do mình hên. Mấy thắng là pha đó thôi chứ không là pha thắng thế đéo là được nó đúng không? Thắng thế đéo nó pha đó đúng không? May là hên đấy anh em. May là hên đấy. Đây giời ơi, thắng tiếp này. Ngon không? Ngon chứ. Ngon chứ anh em. Quá ngon luôn đấy chứ. Đúng không? Đấy. Nói chung là cứ từ 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 ăn lên thôi anh em, đéo việc gì phải vội cả, buổi vội vàng mình biết rằng mình đéo ăn được nó đâu. Anh em ạ. À, vội vàng mình đéo ăn được nó đâu. Tài đi. Ôi rồi ván bị trả về rồi. Nhưng mà may anh em. Nhiều khi anh em thấy may không? May không anh em? May không? May quá may luôn đấy chứ. Quá may luôn anh em, thật sự là quá may luôn đấy. Quá may luôn đấy anh em ơi. Quá hên luôn. Quá hên luôn anh em, thật sự là quá là hên luôn đấy. Quá tham ba bận anh em ơi. Thôi mình nghĩ là hôm nay đéo đéo nên đánh nữa anh em ạ. Bởi mình đã thắng rồi mà. Việc đéo gì mà tham nữa đúng không? Đúng anh em? Đúng không? Mình đã thắng rồi thì cho nên mình nghĩ lại đây thôi anh em, đéo nên tham nữa, tham tham nữa tí là mình sợ còn một cái nịt đấy anh em. Bởi vì trong những lúc mà mình đang thắng hay mình ngủ quên đến thắng là mình cũng thua là điều rất bình thường anh em ơi. Cho nên là mình nghĩ lại đây thôi anh em. Thôi thì video đây mình thúc nha. Anh em đừng quên lại cho một like và đăng ký anh em ơi. Bye bye anh em.